Khanh. Vâng, và người điều khiển bắt chính trong trận đấu này sẽ là trọng tài Trần Quang Vinh. Hôm nay ông đã cho trận đấu chúng ta bắt đầu. Trong hiệp 1 thì các cầu thủ của đội bóng Nguyên Nghĩa chủ nhà được quyền giao bóng trước, bóng đang lăn ở khu sân nhà Nguyên Nghĩa. Và phối hợp đầu tiên. Dứt điểm. Không vào. Chú Đức Trung, cầu thủ vừa tung ra cú dứt điểm đầu tiên ngay ở trong pha phản công đầu tiên của các cầu thủ Nguyên Nghĩa. Trong trận đấu ngày hôm nay thì đội bóng Nghĩa đang được sự ủng hộ rất lớn từ khán giả nhà. Họ đang thi đấu ở trên sân nhà. Mặc dù đối thủ của các đội Nghĩa ngày hôm nay là đội bóng doanh nhân của Đồng Xá cũng được đánh giá là khá mạnh. Nhưng trước sự ủng hộ của bà con nhân dân Xã Nghĩa trong buổi chiều ngày hôm nay chắc chắn là sẽ làm cho tinh thần thi đấu của các cầu thủ lên cao. Chính là lão tướng Phan Đình Thao đang là cầu thủ chạm bóng nhiều nhất trên sân bên phía các cầu thủ của Xã Nghĩa. Những pha tranh chấp bóng ở khu giữa sân. Vắt cạnh. Từ trên bóng, tự do vắt cạnh bóng đã đi ra hết bên ngoài đường vàng. Và đây là pha phát bóng lên dành cho các cầu thủ doanh nhân của Kiên Sáng. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì toàn bộ nhân dân ở trên khu vực làng Ngọc Chuế nói chung và cả xã Nghĩa nói riêng đã có một buổi khánh thành rất long trọng cho sân vận động có nhân tạo chúng ta. Một lễ khánh thành quy mô hoành tráng. Chúng tôi cũng đã có vinh dự được tham dự lễ khánh thành ở trong buổi sáng ngày hôm nay. Rất nhiều các ban ngành lãnh đạo hàng đầu của huyện Lý Yên, chủ tịch huyện, phó chủ tịch huyện và những bí thư hay là phó bí thư hay điển hình ở trên sân Liên Nghĩa, còn có những vị cấp tướng và cấp quân đội. Rất nhiều những tướng tá đã có mặt ở trong buổi sáng khai mạc khai trương của sân đấu Liên Nghĩa. Có thể nói rằng mặc dù đã đi rất nhiều những sân đấu, chưa từng thấy có một sân đấu nào có buổi khai mạc hoành tráng đến như vậy. Rất nhiều các đài báo truyền thông trong tỉnh nhưng ngoài tỉnh cũng đã về với sân của Liên Nghĩa ở trong buổi sáng ngày nay. Và đây là cú đá phạt góc đầu tiên bên phía anh Lan cánh phải dành cho các cầu thủ doanh nhân của Yên Xá. Và đánh đầu bóng rất chính xác của cầu thủ mang áo số 11. Dứt điểm, không được. Hai pha điểm rất mạnh liên tiếp của cầu thủ mang áo số 3, Hữu Huy. Bên phía các cầu thủ doanh nhân của Yên Xá. Trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả làng Ngọc Chuế Xã Nghĩa, các thủ đang thi đấu rất là mới chỉ diễn ra được khoảng 5 phút thôi. Thế nhưng sự sôi động trên sân đang là rất lớn. Và đi bóng đã bị bắt bài, vẫn là số 1, cầu thủ có vẻ như đang chơi nổi bật nhất bên phía các cầu thủ tím, Đỗ Đức Trung. Có một cầu thủ là Phan Ngọc, cũng là một trong những gương mặt rất thân quen trong những mùa giải bóng đá tư nhân năm trước. Phan Hoài Ngọc, số 16 đang chơi bên phía hành lang cánh trái. Và mọi người rất đơn giản, cũng chuyền bóng rất mạnh phía của bàn cạnh. Minh Luân. Cuộc phát bóng lên dành cho các cầu thủ doanh nhân của Yên Nghĩa. Và đánh đầu vào bóng rất mạnh của Tô Hiệp. Giải bóng đá của chúng ta diễn ra rất đúng với khoảng thời gian mà sân vận động của làng Ngọc Chuế khánh thành. Rất hay, Phan Anh Ngọc. Và xử lý bóng số 16 thì nhưng đáng tiếc anh đã không thể qua được cầu thủ mang áo số 10 bên khác. Đang cầu rất thượng, không được. Nhắn biên, các thủ Yên Nghĩa đang tổ chức tấn công rất nhanh. Trận đấu vẫn đang tiếp tục. Điết Thao. Mất bóng rồi.
Có vẻ như các cầu thủ chúng ta vẫn chưa làm quen được với mặt sân cỏ nhân tạo của làng Ngọc Huế. Rất nguy hiểm, không vào. Xin chút nữa thì các cầu thủ của anh Nghĩa phải trả giá bằng một tình huống có mặt như hơi chủ quan ở khu vực sân nhà. Người mà tung ra cú dứt điểm đặc biệt tuyệt vừa rồi chính là số 10 Đinh Khang. Đào đang khoác áo số 10 trên hàng công, Minh Khang sẽ là một trong những cái mặt xuất sắc và sẽ gây nguy hiểm nhất cho đội bóng Yên Nghĩa ở trong trận đấu ngày hôm nay. Anh cũng chính là cầu thủ có tung ra cú dứt điểm nguy hiểm ngoài vòng cấm địa vừa rồi. Phải có sự xuất sắc của môn Hoàng Xuân Thủy mới có thể cứu nguy cho các cầu thủ Nghĩa trong pha bóng vừa rồi. Phản công dành cho các cầu thủ Yên Nghĩa không được. Lễ khai mạc đã diễn ra rất hoành tráng và quy mô. Thế nhưng theo chúng tôi đánh giá thì để có được sự cuồng nhiệt như khán giả thì ở trên sân của Tô Đăng Lợi vẫn chưa bằng được với khán giả những bà con trên sân động của làng Ngọc Chuế xã Yên Nghĩa. Điều này cũng dễ hiểu thôi khi mà giải bóng đá Danh Nhân là một trong những giải bóng đá rất uy tín của huyện Yên, được các ban ngành lãnh đạo và hiệp hội Danh Nhân huyện Yên tổ chức. Một lý do đặc biệt trong trận thi đấu buổi chiều nay có hai trận đấu chính là ông Phan Chiết Thảo, một trong những cầu thủ lão tướng rất đáng kính, ông cũng là chủ tịch hiệp hội Danh Nhân Yên ở trên Hà Nội. Chính vì niềm đam mê đó đã luôn ấp ủ trong lòng ông để làm một sân cỏ nhân tạo dành cho các lứa tuổi thiếu nhi, nhi đồng cũng như là thanh thiếu niên tập luyện để sau này có thể cống hiến cho đất nước. Rất nguy hiểm, phản công bên phía cánh trái, không vào. Một đường chuyền bóng rất nguy hiểm. Người gần với pha bóng vừa rồi chính là Minh Khang. Trọng tài Trần Quang Minh cho các cầu thủ của đội bóng Yên Nghĩa một quả phát bóng lên. Có thể nói thời điểm hiện tại thì chưa lúc nào các cầu thủ chúng ta đang có một nguồn cảm hứng bất tận đến từ các cầu thủ của U23 Việt Nam. Và chính vì thế các hoạt động đặc biệt về thể thao bóng đá đang được tất cả các địa phương. Nguyễn Văn Hào mang áo số 18 vào sân và đội trưởng đáng kính mang áo số 03 Phan Viết Thao sẽ rời sân. Vâng, như vậy các cầu thủ Yên Nghĩa có sự thay đổi về đầu tiên. Bạn Phan Viết Thao cũng đã vào sân và cũng đã là người chạm bóng rất nhiều ở trong phút đầu tiên. Thì một lão tướng chúng ta có mặt ở trên là một nguồn động viên cổ vũ tinh thần rất lớn cho các đồng đội. Những cầu thủ cũng đã có 2 năm ở trong mùa bóng đá Danh Nhân và năm nay là năm thứ 3 của họ. Minh Luân, một pha treo bóng vào khu cấm địa. Một pha bóng tranh chấp rất quyết, phần nào rất tốc độ. Phần nào rất quyết đoán không có môn. Minh Khang, Minh Luân, sơ đẹp không được. Cú phá ngoài của chân trái của Minh Luân là thiếu chính xác. Phan Ngọc là một trong bộ đội những cầu thủ rất quan trọng của các cầu thủ Nghĩa. Không những vì khả năng chơi bóng mà hai cầu thủ này cũng đã trưởng thành rất nhiều trong những mùa giải trước. Ông Nguyễn Văn Khanh cũng là phó chủ tịch của hiệp hội Danh Nhân huyện Yên, cũng là cùng với ông Dương Thanh Thịnh là hai người trong ban tổ chức của giải bóng đá năm nay. Đây đều là những người rất tâm huyết với bóng đá. Ông Nguyễn Văn Khanh đến từ quê hương Tống Xá. Hoài Ngọc, bóng đã bật trúng hàng rào. Không có ai ở phía dưới cả. Các thủ của đội bóng Phao Tím Danh Nhân Yên Nghĩa đang rất tự tin khi được chơi trên sân nhà. Hai đội bóng đang có lối đá công hiến và tỷ số trên sân lúc này vẫn đang là 0-0.
rất nỗ lực. Đánh đá! Một bàn thắng rất bất ngờ từ nỗ lực ở bên phía hành lang cánh trái của cầu thủ mới bắt dân với Bảo. Anh đã canh bóng vào bên trong cho cầu thủ mang áo số 19 là Phạm Văn Đông. Bật cao đánh đầu mang về bàn thắng đầu tiên dành cho các cầu thủ nhân Thiên Nghĩa. Có thể nói rằng một bàn thắng đến rất bất ngờ. Một pha phản công sắc nét của các cầu thủ Thiên Nghĩa đã giúp cho đội bạn đội Thiên Nghĩa đang tạm thời có lợi thế trước các cầu thủ Yên Xá. Văn Hào, Minh Khang, kiên định đánh đầu, cũng là một pha đánh đầu nhưng rất đáng tiếc dành cho Minh Khang, anh không thể đưa bóng vào. Trận thi đấu nhà đang diễn ra hết sức sôi động ở trên sân vận động của làng Ngọc Trế Sai Nghĩa. Có lẽ từ rất lâu rồi thì trên làng Ngọc Trế mới có một sự kiện thể thao đáng chú ý đến như thế vậy. Sự kiện thể thao của chúng ta không phải là sự kiện thể thao đáng chú ý của cấp xã mà là còn cấp huyện và thậm chí là cấp tỉnh. Ở trong buổi chiều khai mạc ngày hôm qua trên sân vận động Thắng Lợi, thậm chí đã có những nguyên bí thư của tỉnh ủy tỉnh Nam Định về dự và rất nhiều các ban ngành lãnh đạo cấp cao. Phan Viết Thảo, vâng, cầu thủ đã thi đấu ít phút trước đó trong đội bóng của Giày Nhân Yên Nghĩa. Ông chính là người đã mang sức rất điểm. Vâng, như vậy đã có bàn thắng dành cho các cầu thủ Giày Nhân Yên Nghĩa rồi. Trong pha dứt điểm vừa rồi thì có vẻ như Minh Khang anh đã bị sai thế, nhưng dẫu sao thì đã có bàn thắng quân bình cách biệt dành cho các thủ Giày Yên Xá. Trong mùa bóng hôm nay có rất nhiều những quy định khắt khe. Trước khi vào sân, những cầu thủ chúng ta không được mang những phụ kiện đồng hồ hay nhẫn hay là dây chuyền, và khi thay người chúng ta phải báo với trọng tài. Cú đá phạt dành cho các thủ Giày Yên Xá. Còn đáng mang rất nhiều yếu tố may mắn từ cú rất đẹp của công lập. Còn như vậy trong pha bóng rồi thì may mắn đã không đến với các cầu thủ nhân của Yên Xá. Bóng đã bật rất mạnh và có vẻ như chạm vào cửu tay của cầu thủ áo số 3. Các cầu thủ dân nhân của Yên Xá cũng không có gì quá đáng tiếc khi mà trong tình huống đó là một tình huống may mắn và bóng đã chạm tay. Các cầu thủ Yên Xá vẫn đang chuyển đá khai lối đá phép sinh, kiên định. Trận đấu chúng ta có 5 đội bóng, để tiếp tục đi vào vòng trong thì chúng ta chắc chắn phải đứng nhất trong khi bảng đấu. Một bất lợi rất lớn khi mà ở trong bảng B đang có đơn kim vô địch của giải bóng đá doanh nhân huyện Yên mùa bóng thứ tư, đó là các cầu thủ Yên Chính. Yên Chính đang là đội bóng giữ cúp vàng của giải bóng đá doanh nhân huyện Yên, điều mà chưa xã nào làm được. Từ khi giải đấu mở ra đến nay thì đội bóng của thị trấn Lâm, có lẽ là doanh nhân thị trấn Lâm đều là đội bóng đã từng bê cúp số 5-0. Cơ hội rất thoáng, khoảng trống trong ao, cơ hội từ đây quá đáng tiếc ở trong pha bóng rồi, lại thêm một pha bóng khá đồng đội dành cho cầu thủ ma số 11. Cầu thủ ma số 1 cũng là người đã hoạt động rất là, và bên ngoài sân thì chắc khán giả và đang cổ vũ cho cả hai đội bóng ở trong buổi chiều ngày mai. Hữu Huy, Trung Đức, kiên định. Hữu Huy, những pha làm tường ở khu vực giữa sân của các cầu thủ doanh nhân Yên Xá. Mặt sân sân trường của các người Yên Xá chắc chắn khá là rộng hơn, thì họ mới có đơn diện đấy đâu. Không được rộng. Bình Luận, bóng đang gọn trong tay của thủ môn Hoàng Xuân Thủy. Minh Khang xuất sang, không được. À, số 06 Văn Đường là cầu thủ vào sân. Thì bất cứ những cầu thủ nào đều rất muốn vào sân để cống hiến cho đội bóng quê hương, và cầu thủ đã thay ra thì vẫn có quyền được thay vào. Chính vì các thủ môn chúng ta cũng phải hết sức lưu ý, chỉ có những tình huống bóng biển đi trực tiếp vào gôn là không tính bàn mà thôi. Bóng nằm rất gọn gàng trong tay của thủ môn Hoàng Xuân Thủy. Văn Đường
Minh Khang. Sân trường Dương Xuân Trường, khiến cho chúng ta liên tưởng tới cái tên Lương Xuân Trường trong tiền vệ trung tâm hóa xuất sắc của U23 Việt Nam. Bóng đã chạm tay của Văn Hào rồi. Chúng ta Trần Quang Minh đã vừa nhắc nhở cầu thủ mặc áo số 78. Không được. Rất nguy hiểm. Văn Hào. Không được rồi. Nỗ lực của Văn Hào đã không thành công. Huy. Một cú đá phạt góc bên cánh trái. Đánh đâu? Không vào. Và đánh đầu rất nhanh và bất ngờ. Tình huống lên tham gia tấn công của cầu thủ bên phía cánh trái. Văn Hưởng, Trung Đức. Bật góc ở bên cái trái dài cho các thủ nhớ tới đây. Sát điểm, phạt trong không được. Một pha bóng an toàn, giải nguy của thủ môn Hoàng Xuân Thủy. Văn Thịnh, Trung Đức. Và đánh đầu rất mạnh của cầu thủ mang áo số 28. Kiên định, không được rồi. Văn Thịnh, Trung Đức, Văn Hưởng. Những pha bóng ở khu vực sân nhà của bạn khá mạo hiểm của các cầu thủ tím. Minh Khang, Minh Luân. Rất kỹ thuật, rất đẹp, không vào. Minh Luân và Minh Khang, hai cầu thủ có lối đá rất giống nhau, đều thiên về kỹ thuật cũng như là tốc độ với những pha xử lý bóng tinh tế. Văn Hưởng. Phần thời gian lớn của hiệp thi đấu thứ nhất đã trôi qua và tỷ số trên sân lúc này vẫn đang là 1-0. Đội bóng Viên Xá có vẻ nhìn hơn một chút về chiến thuật, nhưng trước sự kiên cường cũng như là phòng ngự chắc chắn của các cầu thủ Yên Nghĩa thì các cầu thủ Yên Xá cũng chưa thể làm gì nhiều. Thậm chí Yên Nghĩa lại là đội bóng đã có bàn thắng trước. Đánh đâu? Có vẻ như các cầu thủ Yên Nghĩa lại đang rất nguy hiểm vào trong những tình huống không chiến. Bàn thắng của họ cũng đến từ một pha đánh đầu rồi, lại là một pha bóng bổng nguy hiểm, cũng là một tình huống đánh đầu khá nguy hiểm. Các cầu thủ chúng ta cần phải hết sức chú ý, đường biên ở bốn trung quanh sân là khá hẹp. Chúng ta cần phải hạn chế tranh chấp nguy hiểm trong những tình huống bóng biên. Trung Đức. Văn Thịnh. Đức Thiện. Văn Thịnh. Không được. Trung Đức. Văn Hưởng. Rất bình tĩnh. Trung Đức. Văn Thịnh. Khá bài bản và bình tĩnh. Thế nhưng các cầu thủ Yên Nghĩa cũng phải hết sức cẩn trọng và những thứ ba chơi bóng sân nhà. Chút xa, không được. Một quyết định khá táo bạo của Hoàng Văn Hưởng. Anh đã tung ra một cú dứt điểm ở khu vực giữa sân. Đức Thiện. Hội tàu mang áo xoay 8, Đức Thiện là cầu thủ có chiều cao lý tưởng cũng như là hình rắn chắc. Các cầu thủ đều thi đấu rất nhiệt huyết và hết mình, thi đấu cống hiến cho khán giả. Thu Huy. Xuân Trường có kịp không? Không được rồi. Có lẽ thật ra thi đấu chính thức của hiệp 1 không còn quá nhiều. Và rất có thể tỷ số trên sân sẽ giữ nguyên. Nên lần thứ 5 năm 2018 giữa Danh Nhân Yên Xá và đội chủ nhà Danh Nhân Yên Nghĩa. Vâng, và đúng lúc này thì trọng tài Trần Quang Vinh đã đổi còi khép lại hiệp thi đầu tiên.
và hai đội đã tạm thời rời sân. Hai bàn thắng đã được ghi là những diễn biến sôi động trong hiệp một. Chúng ta sẽ được nghỉ giải lao ít phút trước khi trở lại với những diễn biến sôi động và kịch tính trong hiệp hai. Người đã ghi bàn thắng cho các cầu thủ danh nhân với nghĩa ở trong hiệp một là Phạm Văn Đồng. Một pha đánh đầu bật cao rất tốt và người đã có bàn thắng quân bình sẽ biệt cho các cầu thủ danh nhân Yên Xá là cầu thủ mặc áo số 10 Minh Luân, Minh Khang. Minh Luân và Minh Khang là hai cầu thủ rất giống nhau. Đây là hai anh em ruột. Chính vì thế cũng có rất nhiều những khán giả có thể nhầm. Hàng thủ cũng đã quấy đảo hàng công và làm mưa làm gió ở trong hiệp thi đấu thứ nhất trong khung thành của môn Hoàng Xuân Thủy. Có một điều khá bất ngờ khi trong hiệp hai cả hai bóng đều không hề có ý định thay người. Và đặc biệt ở bên phía cánh phải. Xuân Trường. Xuân Trường có thể dứt điểm, không được. Minh Khang, Minh Luân. Kiên Định, Minh Khang, Minh Luân, Kiên Định cơ hội đi đâu? Rất đáng tiếc ở trong một pha bóng mà số 10 ở một tư thế hơi vời đó là Minh Khang. Cầu thủ rất dày dặn kinh nghiệm và ra dơ trong những trận thi đấu, những trận đấu và đấu trường của những giải bóng đá hàng đầu huyện Yên. Nhưng ở trong ngày thi đấu này họ cũng đang gặp rất nhiều khó khăn trước một đội Yên Nghĩa chơi kiên cường. Động lực dành cho các người phía trong buổi trường này là vô cùng lớn. Một pha đá phạt đầu tiên trong hiệp hai. Đức Thiện, Xuân Thủy, Xuân Trường, Kiên Định. Như vậy đã có lỗi. Đức Thiện đã có tình huống tỉ đè từ phía sau với Minh Luân. Minh Luân đang quan sát góc chốt. Khung thành rất bé. Không thành bé khiến cho gần như các cầu thủ không dám tung ra những cú sút trực diện. So với chiều cao thì Không Thành chúng ta đạt chuẩn so với sân đấu của tập đoàn Thắng Lợi. Thế nhưng có vẻ như so với chiều dài chiều ngang thì hẹp hơn khoảng gần 1 mét. Với những sân thi đấu ngắn như thế này, việc chúng ta bắt đầu bóng dài điều có vẻ như sẽ không hiệu quả thì các thủ đà rất khó căn dần. Xuân Trường khoảng trống rất đẹp, không được và áp sát rất nhanh của Đức Thiện. Cú đá phạt góc không phải, đó là tình huống biên ở bên phía cánh phải. Đức Thiện vẫn đang tỏ ra rất tròn vai ở trong trận đấu ngày hôm nay. Một cầu thủ có chiều cao tốt và đang chơi phòng thủ hay ở khu vực sân nhà. Kiên Định, Thu Huy đặt bóng trước đây không kịp rồi. Như vậy khi mà hiệp thứ hai dần trôi đi và chúng ta sẽ càng được chứng kiến được cổ động viên nhiều hơn. Không được, giải bóng đá nhân đang được truyền thông ở khu vực xã Yên Nghĩa và huyện Yên rất quan tâm, có dấu hiệu xin thay người đến từ các cầu thủ danh nhân Yên Nghĩa. Chúng ta sẽ định làm một tình huống phát bóng lên. Và chuyền bóng dài khá nguy hiểm. Thêm một nữa thì thủ môn Xuân Thủy đã chọn vị trí với điểm rơi chính xác. Minh Khang, Minh Luân. Thủ môn luôn đóng những vai trò rất quan trọng ở trong hình. Muốn luôn ảnh hưởng tới 50% công lực của cả đội bóng. Yên Nghĩa sẽ có sự thay đổi ngay. Bên ngoài một cầu thủ sinh năm 85, có lẽ vào lúc này tuổi tác cũng không cho phép. Hãy
Ngay sau đó thì chúng Đức đã theo rất sát và vô hiệu hóa và phản công của các cầu thủ Yên Xá. Cầu thủ Văn Hưởng sẽ rời sân và vào sân thay anh là số 7 Hoàng Chí Công. Một tình huống vào sát tay, cầu không vào, một pha và bóng rất nổi bật. Tiếp theo chúng ta vừa được chứng kiến một tình huống giạt chết đá phạt đầy mưu mẹo và ý đồ của các cầu thủ Thanh Niên Đền Nghĩa. Số 19 vẫn đang là tiền đạo gây ra nhiều sóng gió nhất liên viên khung thành của thủ môn Văn Hà, và anh cũng là tác giả của bàn thắng đầu tiên trong buổi chiều ngày nay. Trung Đức, Xuân Trương, quá mạnh Văn Duẩn. Phạt Viết Duy không được rồi, nỗ lực chuyền bóng của Phạt Viết Duy vào phía trong đã không thành công. Phút sôi động của hiệp hai đã trôi qua với một thế trận và diễn biến kịch tính không hề kém cạnh hiệp một, chỉ có điều là bàn thắng vẫn chưa đến với bất cứ đội bóng nào. Rất hy vọng chẳng lại hai đội bóng sẽ lại tiếp tục ghi bàn cùng được không, và hai thủ môn đang chấn giữ trong cảnh là Xuất Quỷ cũng như là thủ môn Văn Hà vẫn đang chơi hết sức là tập trung. Xuất Trọng, Hữu Huy, khá nguy hiểm, bóng đã đi ra bên ngoài trong tình huống nỗ lực phá bóng ban đầu của hậu vệ Đức Thiện, và đây là một cú đá phát góc bên phía cánh trái dành cho các cầu thủ Thanh Niên của Yên Xá. Dương Xuân Trường rất đẹp, không được. Luân Xuất Trương không kịp rồi, với việc lần đầu tiên được thi đấu ở trên mặt sân của nhân tạo của Yên Nghĩa khiến cho các cầu thủ của Danh Nhân Yên Xá có đôi chút bất lợi, họ không thể triển khai được người đá sở trường của mình, mặc dù cũng đã là đội bóng có vẻ như kiểm soát bóng nhỉnh hơn một chút so với đối phương. Và đây sẽ là một gọi đặc biệt nguy hiểm dành cho các cầu thủ Danh Nhân Yên Xá khi mà cú đá phạt rất gần với khung thành của thủ môn Hoàng Xuân Thủy. Cho ta Trần Quang Minh, ông đang cho chính cái hàng rào để cho các cầu thủ Danh Nhân Yên Xá thực hiện cú đá phạt này. Khung thành khá bé nhưng góc sút là vẫn còn. Một cú sút phạt vẫn như vậy đã có bàn thắng rất đẹp mắt. Một cú sút phạt quá đẹp mắt từ cầu thủ mang áo số 10, và đây cũng là cú đúp của anh ở trong trận thi đấu ngày hôm nay, Minh Khang. Thì mà chúng tôi vừa nói rằng khung thành tuy rất bé nhưng góc sút là vẫn còn. Minh Khang đã tung ra một cú dứt điểm với lực sút nhanh như cắt, và dứt điểm bóng đã đi trúng vào góc khó khung thành của thủ môn Xuân Thủy. Cú đúp của Minh Khang đã giúp cho các cầu thủ Yên Xá tạm thời vượt lên phía trước với tỷ số 2-1. Đức Thiện chính công. Bên phía các cầu thủ Thanh Niên có sự thay đổi người. Phạt Viết Thông có thủ áo số 8 vào sân, và người rời sân là Hoàng Văn Cảnh vào số 5. Một pha đá phát góc ở bên phía trái dành cho các cầu thủ Thanh Niên của Yên Nghĩa. Kiên định, khá bình tĩnh. Mình Luân, Minh Khang dành cho các cầu thủ Danh Nhân Yên Xá. Chút ra vẫn còn em biết, và đây mới là một tình huống đá phạt góc. Chúng
và trận chấp khá quyết định ở bên phía cánh phải hướng tấn công của các cầu thủ nhân viên phía bóng đá đi tự do ra hết bên ngoài đường biên ngang. Đấu vẫn đang diễn ra hết sức kịch tính và hấp dẫn với 3 bàn thắng đã được ghi, 2 trong đó được ghi ở trong 1 và 1 bàn thắng vừa được ghi ở trên chấm đá phạt, một pha đá phạt mẫu mực và xuất sắc của Minh Khang. Và lúc này thì anh đang là cầu thủ duy nhất của giải đấu có 2 bàn thắng. Thế nhưng xếp phía trên anh là một cầu thủ của danh nhân thì Thiên Lâm, đó là Vũ Mạnh Trường. Anh đã có tới 3 bàn thắng ở trong buổi chiều ngày hôm qua trong trận đại thắng của thì Thiên Lâm 1 với các cầu thủ danh nhân Nguyễn Tiến. Anh nào! Xin chúc mừng anh thì cầu thủ số 10 sẽ có 3 bàn thắng ngang bằng với đội trưởng của đội bóng danh nhân thì Thiên Lâm. Minh Khang vẫn đang là cái tên đáng chú ý và chúng tôi đã cảnh báo ngay ở trong những giây phút đầu tiên cho đội bóng danh nhân Nguyễn Nghĩa. Đây là một trong những mẫu cầu thủ rất nguy hiểm, tiền đạo có sự ảnh hưởng rất lớn tới lối chơi của các cầu thủ danh nhân Nhiên Xá. Anh là trái tim của đội bóng màu đỏ. Các cầu thủ Nghĩa lại tiếp tục có dấu hiệu xin thay người. Có lẽ ngày thi đấu này chắc chắn họ sẽ thay toàn bộ số cầu thủ được cắt thay. Chúng ta sẽ được thay 6 lượt. Vâng, như vậy các thủ Yên Nghĩa sẽ có sự tấn gầy. Vào sân là Phan Hải Ngọc, cầu thủ đã thi đấu ở trong hiệp 1, và rời sân là Phạm Văn Đồng mang áo số 19, cầu thủ đã ghi bàn thắng duy nhất trong thế giới này dành cho các thủ danh nhân Yên Nghĩa. Rất quyền không vào, một pha xử lý bóng khai. Nhưng rất đáng tiếc đường cong mà Minh Khang vẽ ra chưa đủ để nó cong vào trong khung thành của Thôn Trần Thịnh. Đức Thiện, Trung Đức xuất ra không được, bóng khá nguy hiểm. Khi mà bên ngoài sân đã có sự hiện diện của hai đội bóng Yên Chính cũng như là Yên Thông, nhiệt độ ngoài trời lúc này là tương đối mát mẻ, khoảng 30 độ C. Thế nhưng nhiệt độ trên sân đấu chúng ta đang nóng lên tới hàng ngàn độ C khi mà lượng khán giả trên sân lúc này đã lên khoảng tới 500 khán giả rồi. Có lẽ sân vận động của Yên Nghĩa trong những khoảng thời gian sắp tới sẽ phải làm thêm khu vực khán đài, tại vì lúc này chỉ có khán đài A thôi, còn khán đài B là một khu ruộng mênh mông. Rất tốt. Cao lên, cao lên, cao lên. Mới vừa về bọc lót trong tình huống rồi chính là gương mặt nổi bật Minh Khang. Rất tự tin, nhưng đường chuyền bóng sau đó lại hơi mạnh. Đánh đâu, không được. Thứ 10 vẫn là cầu thủ rất nguy hiểm, khả năng không chiến cũng cực tốt, mà anh là cầu thủ có thể có lực sút bóng tốt đến từ cả hai chân. Đá phạt ở khu vực phòng trong trung tâm dành cho các thủ danh nhân Yên Nghĩa. Thái Ngọc. Trận đấu trong khuôn khổ bảng B của giải bóng đá danh nhân Việt Yên lần thứ 5 năm 2018 đang được diễn ra. Tới hàng trăm khách mời đã về dự lễ cắt băng khánh thành. Sân vận động do ông Phan Viết Thạc là người trực tiếp đứng đây làm và tài trợ toàn bộ mọi chi phí. Ông cũng là một trong những gương mặt rất quan trọng của giải bóng đá tư nhân trong nhiều năm qua. Ông là chủ tịch của Hội Hiệp hội Tư nhân Ý Yên trên Hà Nội, và ông cũng là tổng giám đốc của công ty xây dựng thiết kế hạ tầng, địa chỉ ở trên khu Hà Nội. Và giải bóng đá năm nay cũng có rất nhiều những nhà tài trợ đều là những danh nhân thành đạt của đất Ý Yên chúng ta. Trưởng ban tổ chức là ông Dương Xuân Thủy, chủ tịch hội đồng công ty tập đoàn Thắng Lợi, tài trợ cho giải đấu 50 triệu đồng. Ông Trần Quang Đại, giám đốc của công ty xây dựng thiết kế hạ tầng Đại Phong, tài trợ cho giải đấu là 50 triệu đồng. Vâng, danh sách ủng hộ còn có ông Phạm Tiến Phong, tổng giám đốc, tài trợ cho giải đấu là 50 triệu đồng. Và còn rất nhiều những mạnh thường quân, những doanh nghiệp ở trên địa bàn của huyện Yên cũng như là tỉnh Nam Định và trên khắp mọi miền Tổ quốc
đều đã tài trợ cho giải đấu mà chúng tôi không thể kịp để hết ra trong một buổi chiều. Và cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới các vị danh nhân, những người có công rất lớn cho quê hương tổ quốc và đặc biệt là bóng đá nhân dân của chúng ta. Thì đường thứ hai khi mà tỷ số trên sân lúc này đang là 2-1, Minh Luân xử lý rất khéo nhưng anh đã bị phạm lỗi rồi và đây sẽ là một cú đá phạt. Trong trận đấu căng thẳng ngày bài thì bên phía các cầu thủ nhân dân của Yên Xá cũng đã có một cầu thủ phải nhận thẻ vàng, đó là số 12 Kiên Định. Vị trí đá phạt là tương đối xa, vẫn là một cú sút nặng, bóng đi rất mạnh, được sút là khá tốt, thì bóng đã đi vượt qua xa ngang. Phan Hoài Ngọc, Dương Xuân Trường, vẫn là Xuân Trường, Kiên Định rất hay được chuyền bóng vào khe. Còn đây sẽ là một cú đá phạt cực kỳ nguy hiểm, bóng sát với khu vực cấm địa khung thành của thủ môn Hoàng Sơn Thủy. Số 12 Kiên Định rất khủng hiểm, rất nguy hiểm trong tình huống có lẽ là tình huống mà cầu thủ đã chủ động sút thẳng nhưng bóng nó bật thẳng rào. Diễn biến rất nhanh ở trên sân vào lúc này. Chúng tôi xin mời cả hai đội bóng và phía sau là Yên Chính, Yên Chính 1 và các đội Liên Nhân Liên Đồng. Chúng ta khởi động ở bên ngoài và cũng như cung cấp danh sách cầu thủ cho tổ chức Đài Loan cũng như là ban tổ chức tiện theo dõi và làm việc. Đã trình độ thi đấu của các cầu thủ khá tốt thì và những cầu thủ chúng ta đều có rất nhiều kinh nghiệm. Đội bóng của Yên Nghĩa ở trong buổi chiều hôm nay có lợi thế trên sân nhà, thế nhưng trước sức ép cũng như là khả năng chơi bóng tốt đến từ bộ đôi anh em Minh Khang Minh Đơn khiến cho họ vẫn đang chịu thất thế và họ đang bị dẫn với tỷ số 2-1, nhưng cách biệt là rất mong manh, họ vẫn có cơ hội có thể có điểm trên sân nhà nếu như nỗ lực và cố gắng ở trong những phút còn lại. Hai Trương Đức, Hoài Ngọc sút ra không được rồi. Nỗ lực không hề biết mệt mỏi đến từ các thủ tín. Minh Luân, bóng đã chạm tay rồi. Bên cạnh đó thì các cầu thủ danh nhân của Yên Nghĩa đã hết sức ra được rồi. Chính công, Trung Đức, rồi dành cho các thủ tín. Trung Đức làm gì đây? Không có bàn dứt điểm rồi. Một tình huống phát bóng lên dành cho các cầu thủ danh nhân của Yên Xá. Trận thi đấu ở trong khuôn khổ bảng B cũng đang diễn ra rất kịch tính và hấp dẫn không kém cạnh gì trong bảng A trong buổi chiều ngày hôm qua. Buổi chiều ngày hôm qua đã có 6 bàn thắng được ghi. Trận đầu tiên là chiến thắng 5-0 của các cầu thủ Thiên Lâm trước Yên Tiến và trận thứ hai là chiến thắng 1-0 của đội bóng Ngân hàng Viettel, Ngân hàng MB Viettel trước các cầu thủ danh nhân của Yên Chính A. Như vậy ở trong mùa giải này thì có hai đội bóng sẽ có hai đơn vị của Hà Nội, đó là Yên Chính 2, Yên Chính 1, thị trấn Lâm 2 và thị trấn Lâm 1. Như vậy số 12 đã chủ động giả bóng về cung sân nhà lại cho các cầu thủ đại nhân của Yên Nghĩa. Đội bóng tím cần phải hết sức khẩn trương khi mà thời gian là không cùng bỏ ngay. Dù các cầu thủ danh nhân nghĩa là đội bóng đã có bàn thắng vượt lên dẫn trước từ khá sớm, nhưng trước một gian cầu thủ đông đeo hơn của đội bóng danh nhân Yên Xá thì họ đang gặp bất lợi ở trong những phút cuối hiệp hai. Xuất trượt chân trái không được và đi bóng qua xuất điểm một chân trái quyết thuộc của số 6 Xuất trượt. Còn đây bóng đã chạm vào một cầu thủ tím và đây là một cú đá phạt góc ở bên phía hành lang cánh trái dành cho các cầu thủ danh nhân của Yên Xá. Những pha phản công dành cho các cầu thủ danh nhân của Yên Nghĩa. Trung Đức quá sâu. Các cầu thủ Yên Nghĩa cần phải tận dụng tình huống phản công như vậy vì cơ hội dành cho họ không còn nhiều. Phan Hoài Ngọc lại thêm một tình huống thiếu chính xác rồi. Tô Hiệu
kiên định. Xuân Trường. Viết Duy. Một tình huống đá phạt. Tốc độ của trận đấu ở trong những phút cuối hiệp mài cũng đã được các cầu thủ của đội bóng Nghiền Xá giảm xuống. Và có lẽ họ cũng đang muốn đảm bảo cho một chiến thắng ở trong trận đấu ra quân. Họ không có gì phải vội vàng ở trong những giây phút như thế này. Cạnh biên một bàn tỷ rất mong manh. Thế nhưng cũng sẽ đủ đảm bảo một chiến thắng nếu như họ giữ sạch được mảnh lưới ở trong ít phút còn lại. Kiên định. Chút ra, rất này. Một tình huống mà đi bóng dứt điểm ở chân phải cay của số 12. Nhưng ở phía dưới không thành thì thủ môn Hoàng Xuân Thủy vẫn đã chơi rất tập trung. Công Huy. Chiến thuật của các cầu thủ thành viên Nghiền Xá. Vâng, và đúng lúc này thì trong tay chân Quang Minh ông nội vòi khép lại hiệp thi đấu này. Kết quả chung cuộc bằng cú đúp của Minh Khang thì các cầu thủ của danh nhân Nghiền Xá đã giành chiến thắng thuyết phục trước các cầu thủ danh nhân của Yên Nghĩa với tỷ số chung cuộc là 2-1. Vâng, và sau khi trận đấu khép lại thì ông Phan Viết Thao sẽ có những bó hoa tươi thắm để dành tặng cho đội trưởng cũng như các cầu thủ của hai đội bóng ở trong buổi chiều ngày hôm nay.